con đầy. Năm nguyện phạm trần không khởi diện, sáu nguyện lý liệt buồn ràng, bảy nguyện suy nghĩ hạnh thầm địa, tám nguyện nghe xuống bỏ tam thiên, chín nguyện tâm vượng thôi nhẹ nhỏ, mười nguyện ý ngờ vững cương yên, mười một nguyện mở lòng nhẹ phận về nghi, mười hai nguyện nên thỉnh tạ sẽ thiền thân công đức con thanh kệ thần nước ngõ biên đồng hướng về nguyện cả ván rơi cả chúng sanh thấy đồ thể nhập vô sanh nhận nguyện biểu ba chúng sanh liền nào sáng ngời quyền ta tự dương ấy biểu đệ đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này trang rãi bờ vương tâm tất cả nay chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng vương. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phục Nguyện. Hôm nay ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu, tất cả đệ tử chúng con phát khởi thiện tâm, mua các sinh mạng chúng sanh cá để phóng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh này sau khi nghe kinh pháp thọ trì quy tam bảo được thoát khỏi nạn giao thớt lửa cháy nước vây, sau khi mạng chung thoát kiếp xúc sanh thác chốn an lành được gặp chánh pháp hội ngộ minh sư, tinh tấn tu hành sớm được giác ngộ giải thoát an vui. Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an hòa thượng ân sư, thượng thanh hạ từ 95 tuổi, nguyện hòa thượng thân tâm an lạc tứ đại dung hòa, tật bệnh tiêu trừ trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ cụ trụ ta bà, lợi lạc quần sanh, cặp cầu an tỳ kheo ni Bồ Tát giới, thích nữ huệ tịnh thế danh Nguyễn Thị Tào, 82 tuổi, Nguyễn Hoàng Trinh pháp danh Chánh Tiến Thông, 80 tuổi, nguyện chư Phật tự thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt, cặp cầu an. Nguyễn Thị Định 72 tuổi, Lê Thị Thiệt 75 tuổi, Nguyễn Thị Thu Lan 65 tuổi, Trần Thị Huệ 64 tuổi, Lâm Ngọc Ẩn 71 tuổi, Lê Thu Thủy 65 tuổi, Mai Thị Ngà 77 tuổi, Trần Thị Cúc 75 tuổi, Phan Thị Tâm 82 tuổi, Tạ Thị Ngọc 73 tuổi, Lê Thị Hiền 67 tuổi, Sư Cô Trí Diệu 83 tuổi, Sư Cô Trí Thông 71 tuổi, Dương Hùng 65 tuổi, Quỳnh Thị Loan 60 tuổi, Ngô Thị Thanh 46 tuổi,
cô Diệu sang gia đình Cao Thị Chi pháp danh Diệu Chánh, Nguyễn Thị Hiệp Bình 48 tuổi, Bùi Thế Mỹ 77 tuổi, Lê Thị Phương Mai 52 tuổi. Nguyễn Thị Ngọc Loan 43 tuổi, Nguyễn Thế Nguyên 44 tuổi, Tống Thị Đa, Tống Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Thủy 29 tuổi, Nguyễn Sông Anh Thi 20 tuổi, Trần Phúc Vinh 37 tuổi, Võ Tá Vinh 77 tuổi, Võ Tá Dân 44 tuổi, Lê Thị Bích Thủy 43 tuổi, Võ Thị Anh Thư 21 tuổi, Võ Hồng Minh 11.